người nhà thiếu nữ cho biết đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi và không đồng tình với quyết định tội danh khởi tố. Nạn nhân tử vong vì bị Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng là T.M.H, 20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, TP, Hà Nội. Trao đổi với báo chí, bà Lưu Thị Hà, 30 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, dì ruột của S, cho biết gia đình vừa có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, nội dung trong đơn cứu của gia đình viết, việc khởi tố vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự BLS 2015 đối với đối tượng Châu Việt Cường là trái luật. Hành vi phạm tội của đối tượng Châu Việt Cường đã cấu thành tội giết người. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội vô ý làm chết người. Trong vụ việc, đối tượng Châu Việt Cường sau khi sử dụng ma túy đã có hành vi dùng vũ lực ghì cổ nhét nguyên củ tỏi và các nhánh tỏi vào miệng cháu làm bịt đường hô hấp. Dù cháu đã hết sức phản kháng, chống lại, nhưng vẫn không thoát khỏi được cơn phê ma túy của đối tượng và hậu quả cháu đã bị tử vong. Theo điều 13 BLS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối chiếu quy định này, kể cả trong trường hợp mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do tự mình đưa vào cơ thể các chất kích thích mạnh thì đối tượng Châu Việt Cường vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả gây ra. Pháp luật buộc người nào cố tình đưa vào cơ thể mình các chất ma túy phải nhận thức được tác hại và hậu quả của nó. Châu Việt Cường đã sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác gây hậu quả nghiêm trọng thì phải mặc định chịu trách nhiệm với lỗi cố ý. Cơ quan điều tra xác định lỗi vô ý trong trường hợp này là không đúng quy định của pháp luật. Theo gia đình nạn nhân, cách Châu Việt Cường nhét liên tiếp nhánh tỏi và nguyên cả củ tỏi vào cuống họng nạn nhân thì không ai có thể sống sót được nếu không phản kháng chống lại được. Nghĩa là với phương pháp như vậy thì cho 10 người ăn tỏi thì đều chết cả 10, nên không thể là lỗi vô ý trong trường hợp này. Theo bà Hà, sau khi con gái tử vong, mẹ của nạn nhân bị hoảng loạn, đến nay vẫn chưa tỉnh táo. Nạn nhân là lao động chính trong gia đình, nuôi mẹ và người anh trai có bệnh lý về não. Gia đình mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội và yêu cầu phía bị can đền bù thỏa đáng. Người đại diện nói, từ góc độ khoa học pháp lý, nhiều luật sư cũng cho rằng ca sĩ này có hành vi giết người. Luật sư Phạm Hoài Nam nói với Đất Việt, việc Cường sử dụng ma túy đã là vi phạm pháp luật và việc này đã bị cấm. Trong trường hợp Cường sử dụng ma túy không phải là trường hợp bất khả kháng để xem xét hành vi vô ý. Trong trường hợp ấy rõ ràng khởi tố tội vô ý chưa hoàn toàn đúng theo diễn biến hành vi mà cơ quan báo chí đăng tải. Trong hoàn cảnh đó, hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng. Trường hợp này, anh ta có chủ đích, anh ta đổ lỗi do ngáo đá nên thấy cô gái này bị ma nhập rồi gây ra sự việc trên. Theo luật sư, hành vi nhét tỏi vào người khác gây tắc ông thở là hành vi cố ý xâm hại tính mạng và sức khỏe của người khác. Trong hoàn cảnh đó, Cường vẫn nhận thức được việc nhét tỏi để trừ ma thì không thể nói là mất kiểm soát được. Tuy rằng anh nói nghiện ma túy để chống chế, nhưng trường hợp đó tại sao không dùng một thứ khác để trừ ma mà lại dùng tỏi nhét? Vậy nên khởi tố tội vô ý là chưa đủ căn cứ. Luật sư phân tích, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội cho hay, trong vụ án này, dù Châu Việt Cường mất khả năng kiểm soát hành vi do ảo giác của việc sử dụng ma túy, bị can này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của cô gái. Đây là hành vi giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Luật sư đánh giá, nguồn báo Đất Việt.